Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video các cái khóa học của giảng viên Nguyễn Phan Anh và Mobifone. Trong video bài học tiếp theo về phần lý thuyết kinh doanh và marketing online, đó là cái nội dung của bài ngày hôm nay. Đó là cái việc mà chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị các bạn và giới thiệu các anh chị các bạn một số những cái mạng lưới hiển thị quảng cáo để giúp các anh chị có thể hiển thị quảng cáo cũng như là tìm kiếm khách hàng, cũng như là gia tăng cái nhận diện thương hiệu cho mình. Nếu như trong trường hợp các anh chị không sử dụng các nền tảng như Facebook, Google, YouTube, Zalo thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái mạng lưới quảng cáo hiển thị nội địa. Tức là đây là những cái mạng lưới quảng cáo hiển thị của Việt Nam, của những cái trang báo điện tử của Việt Nam. Đấy. Thì có một số mạng, ví dụ như là mạng quảng cáo Smicro của tập đoàn VCCorp, thì hiện nay cái tập đoàn này sở hữu rất nhiều các cái trang báo điện tử và trang tin điện tử. Thí dụ như là kênh 14, thí dụ như Cà Phê F, Cà Phê Bít, rồi thì Gen Cây vân vân. Trước đây thì tờ báo Dân Trí cũng thuộc của hệ thống này, nhưng mà hiện nay thì Dân Trí cũng đã tách ra và các bạn có thể mua quảng cáo trực tiếp của Dân Trí trên trang Dân Trí như bình thường. Thế còn cái hệ thống Smicro này thì nó quảng cáo trên đâu đó khoảng hơn 50 cái website lớn và có lượng truy cập lớn. Thế thì chúng ta có thể hiển thị dạng là các cái đường link truy cập đó, và khi có một lượt click vào đây thì chúng ta cũng có thể có được cái truy cập về website hoặc là về landing page của chúng ta, và có thể chúng ta cũng sẽ có được cái lượng khách hàng nhất định. Ưu điểm của các cái mạng lưới quảng cáo này thì đấy là nó bằng tiếng Việt và là của các cái doanh nghiệp Việt Nam nên nó cũng rất là dễ dàng và cũng dễ thao tác, dễ sử dụng. Thế tuy nhiên thì nhược điểm của nó là các cái hệ thống quảng cáo này thường cái hiệu suất quảng cáo của nó không cao được như là Facebook hay Google hay YouTube đó, bởi vì do cái yếu tố về công nghệ, do cái yếu tố về phương pháp, do cái yếu tố về cái thói quen sử dụng cái nền tảng này đó. Cái việc mà chúng ta mà chạy quảng cáo để làm thương hiệu thì tôi nghĩ khá là tốt, còn nếu mà chạy quảng cáo chuyển đổi thành đơn thì cũng cần phải cân nhắc và chạy thử nghiệm, và đặc biệt là họ cũng dễ là chấp nhận những cái sản phẩm dịch vụ mà có tính chất là vi phạm chính sách quảng cáo như Facebook và Google có thể từ chối. Thì trên những cái nền tảng này thì có thể nha, tôi nói là có thể chứ không phải là sẽ đồng ý, nhưng có thể sẽ được đồng ý và chạy được, thì chúng ta có thể tham khảo. Và phương pháp họ tính tiền đó là họ thường tính theo lượt hiển thị hoặc là tính theo lượt click CPC, với giá một khoảng một click nó dao động từ 3 đến 5.000 đồng hoặc nhiều hơn cho một click. Thế nếu mà chúng ta mà có 10 click hay là 20 click mà chúng ta không có được một form, và một form mà chúng ta không có được một khách hàng thì cũng rất là tốn kém. Thì trước đây tôi cũng đã chạy quảng cáo trên Zalo, không có cho các bạn xem rồi đúng không ạ? Và tôi cũng đã chạy quảng cáo trên Smicro một số nền tảng rồi, nhưng mà nhìn chung là thật lòng mà đánh giá công bằng thì cái hiệu suất quảng cáo của họ rất là thấp, và chúng ta cần phải xem là những cái sản phẩm của chúng ta có lợi nhuận cao và khó làm thì chúng ta hãy sử dụng những cái nền tảng này. Còn nếu mà sản phẩm của chúng ta mà sạch và không vi phạm chính sách thì chúng ta hãy ưu tiên chạy trên Facebook, Google, Zalo, YouTube, ví dụ như vậy. Đây là những cái sản phẩm quảng cáo mà chúng ta cũng có thể cân nhắc thôi, chứ còn thực tế chúng ta chạy thì cũng sẽ phải đo lường và đánh giá hiệu quả trước khi ra quyết định. Và chúng ta thường mua cái gói này thì chúng ta mua những cái gói nó cũng vừa vừa tiền thôi để chúng ta test thử đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái mạng khác như là mạng eClick của tập đoàn FPT. Và mạng eClick này thì các anh chị có thể thấy là họ sẽ chạy quảng cáo hiển thị trên các trang, ví dụ như là trang VnExpress chẳng hạn. Đó. Đây, thì các bạn có thể vào đây, các bạn có thể nhìn thấy. Đây là cái giải pháp quảng cáo của FPT Online. Chạy trên VnExpress, Ngôi Sao, Ion, vân vân. Nhưng mà một trong những cái kênh chính đó là VnExpress. Thế thì cái báo VnExpress này là cái báo mà có cái lượng truy cập rất là lớn tại Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy đây là các banner họ chạy, thường là chạy hiển thị. Và những cái gói đặt quảng cáo này khá là đắt. Tương tự như thế, các anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Chúng ta nhìn thấy đây là các quảng cáo, các banner quảng cáo. Hoặc là trong một cái bài viết nào đó, đúng không ạ? Trong một cái bài viết nào đó cụ thể, đây cũng là quảng cáo hiển thị và tính lượt view. Trong một cái bài viết quảng cáo cụ thể nào đó, tôi lấy thí dụ, đúng không ạ? Vâng. Thì ở phía cuối có thể là có những cái đường link, là đường link
của website hoặc cũng có thể là cái đường link quảng cáo. Đấy, đây nó cũng chạy quảng cáo, cho phép quảng cáo Google hiển thị thuộc Ad Choice để hiển thị trên này, bởi vì các cái diện tích quảng cáo nó đang không quảng cáo hết. Đây đây là quảng cáo của Google hiển thị nhé, GRN, và chạy trên nền tảng Ad Choice. Ok, tương tự như vậy đúng không ạ? Chúng ta cũng có một cái mạng nữa cũng khá là mạnh, đấy là mạng Atima thuộc tập đoàn VNG. Atima thì có rất nhiều các giải pháp quảng cáo, Zalo là một giải pháp. Ngoài ra thì chúng ta có thể quảng cáo trên Zing, một cái tờ báo điện tử lớn của VNG, hoặc là Zing MP3 là quảng cáo trên nền tảng âm nhạc. Thì chúng ta thấy là hiện nay Atima có khá nhiều các giải pháp, ví dụ như là Brand Awareness, tức là nhận diện thương hiệu, đúng không ạ? Nhận biết thương hiệu. Content Marketing, tức là những cái bài PR, những cái bài viết trên các báo điện tử. Đó. Rồi thì Lead Generation, tức là tạo ra các cái dữ liệu khách hàng, những cái form, những cái thông tin của khách hàng. Đó. Và có thể là những cái mô hình CRM model, vân vân. Thì đây là những cái giải pháp mà Atima có thể cung cấp cho chúng ta. Và có những cái mạng khác của nước ngoài, ví dụ như là mạng Double hay là một số những cái mạng như GMID vân vân, thì chúng ta cũng có thể liên kết hợp tác để chạy cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta nói chung, và cho các sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta đang bán hàng của Mobifone nói riêng. Thì đây là những cái kênh quảng cáo chính, tôi gọi nó là các cái kênh quảng cáo mạng hiển thị nội địa. Tiếp theo đấy là chúng ta cũng có thể là mua các cái bài PR, các cái bài viết có trả phí. Ví dụ như chúng ta biết là tác động lớn của báo điện tử bây giờ là một bài viết có thể giết chết một thương hiệu. Một bài viết cũng có thể là làm cho một cái cửa hàng, cửa hiệu, một cái người bán hàng trở nên đông nghịt khách, đúng không ạ? Thì họ cũng sẽ cung cấp những cái giải pháp như là viết các bài PR, đúng không ạ? Và chúng ta phải trả phí bao nhiêu tiền đó, thường là vài triệu đến chục triệu, và được xuất hiện trên một cái vị trí nào đó. Ví dụ như là trang chủ trong 2 tiếng hay trong 3 tiếng. Và chúng ta sẽ phải trả một cái số tiền khá là lớn để đổi lại để chúng ta có những cái view. Hoặc là chúng ta cũng để quảng cáo trên các cái video hiển thị của các cái tờ báo điện tử này. Thì cái mục mà bài PR đây thì tôi muốn nhấn mạnh là nếu như chúng ta muốn xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc là thương hiệu doanh nghiệp thì hàng tuần, hàng tháng chúng ta nên có 1-2 bài viết. Và chúng ta viết theo một dạng series, và chúng ta cũng nên là làm truyền thông liên tục trong khoảng 6 tháng. Còn nếu mà làm truyền thông ở dưới 6 tháng thì cái mức độ hấp thụ, cái mức độ nhớ, cái mức độ mà ảnh hưởng nó sẽ chưa kịp, nó chưa tốt được. Đó. Thì đấy là cái việc mà chúng ta có thể kết hợp PR trên báo điện tử, rất nhiều các cái trang tin cũng như là các cái nền tảng khác nhau. Đấy, thì chúng ta sử dụng, nhưng mà cái phí của nó thì cũng rất là cao, và chưa chắc là chúng ta đã phù hợp với những người bán hàng của Mobifone. Ở đây thì tôi giới thiệu thôi, tôi giới thiệu để các bạn có thể sử dụng. Đó. Và khi mà chúng ta viết bài PR thì chúng ta có thể tự viết, hoặc là chúng ta có thể thuê bài. Các cái bạn phóng viên thì các bạn cũng có thể trả, đòi một cái mức phí khoảng 500, 1 triệu, thậm chí là 2 triệu cho mỗi một cái bài viết. Và sau đó thì chúng ta sẽ đăng lên. Tôi thì tôi cũng đã PR một số những cái bài viết cho khách hàng rồi nên tôi biết, đúng không ạ? Tôi cũng booking cho họ rồi. Đó. Thì ok, thì cái phần video này là cái phần video mà ta nói về cái phần báo chí điện tử. Tiếp theo đó là một cái kênh có thể nói đang rất là hot hiện nay, cực kỳ trending, cực kỳ mà nóng xu hướng, đó là kênh TikTok. Ở Việt Nam thì mọi người hay đọc tiếng lóng là top top, idol top top, đúng không? Nhưng mà chúng ta đọc chuẩn của nó là TikTok. Đó. Thế thì đây là một cái mạng xã hội mà nó là mạng xã hội trên nền tảng video, nhưng mà nó lại gọi là short video, tức là các cái video ngắn, và nó kết hợp với các cái nền tảng âm nhạc, rồi hiệu ứng hình ảnh rất là tốt. Và hiện nay thì TikTok đang phát triển bùng nổ trên toàn cầu và cạnh tranh trực tiếp nền tảng quảng cáo với Facebook, với YouTube và một số những cái nền tảng mạng xã hội video khác. Và số lượng người dùng TikTok trên toàn cầu hiện nay cũng lên tới hàng tỷ người, và cái lượt xem của các kênh TikTok hiện nay đang rất là lớn. Thế thì tại Việt Nam, đối với những người bán hàng như chúng ta thì ứng dụng TikTok như thế nào? Hiện nay trên thị trường thì cũng có rất nhiều các khóa học
Nhưng cơ bản thì quanh đi quẩn lại người ta sẽ tập trung vào những cái tính năng chính của TikTok, đó là phát triển kênh TikTok để mà xây dựng thương hiệu, tăng cái lượt theo dõi trên kênh TikTok lên đến vài chục ngàn, vài trăm ngàn hoặc là thậm chí vài triệu lượt theo dõi. Đấy. Có thể phát triển cái kênh giải trí, có thể phát triển cái kênh thương hiệu, một cái kênh sản phẩm, kênh review, vân vân. Thì đặc điểm của kênh TikTok đó là video ngắn, thường là các video dưới 1 phút, tức là độ dài dưới 1 phút. Và hiện nay thì TikTok cho phép một số tài khoản có thể là làm video 3 phút. TikTok thì nó rất là hay, hiệu ứng nó đẹp, hình ảnh nó lung linh, đúng không ạ? Và âm nhạc thì nó cho phép chúng ta gắn âm nhạc vào nghe rất là bắt tai, bắt mắt. Và nó tự động nó cho một cái video là cái tên thương hiệu của mình vào ở trong cái video đó để đánh dấu bản quyền. Người khác không thể lấy cắp được cái video đó, cũng rất là hay. Thế thì cái chiến lược phát triển kênh TikTok là một chiến lược tốt và các anh chị bán hàng nên làm. Thế chúng ta có thể phát triển kênh TikTok ví dụ như là Phan Anh Mobifone, đúng không ạ? Hay là Thánh Mobifone hay là cái gì đó Mobifone, chúng ta chọn được chưa ạ? Và chúng ta sẽ làm những cái kịch bản video tương tác hai chiều, phỏng vấn, đặt ra những cái tình huống kịch bản ấy, giống như là short film, rồi thì TVC, rồi thì hỏi đáp, rất nhiều những cái ý tưởng để chúng ta có thể tạo ra được một kênh TikTok tốt và đánh vào cái đối tượng giới trẻ và từ khoảng độ 35 trở xuống đến khoảng 16 tuổi. Đó. Thì đây là đối tượng mà cũng cực kỳ tiềm năng mà Mobifone đang đang tập trung, đúng không? Thế thì chúng ta tạo ra kênh TikTok. Sau đó thì chúng ta sẽ phát triển kênh. Đấy. Phát triển kênh TikTok thì chắc chắn là phải phát triển nội dung rồi. Đó, chúng ta sẽ làm các cái series video. Đấy. Series thế nào ở đây muốn nói là rất nhiều và nó có liên quan đến nhau, đúng không? Thí dụ như mình nói là series về sản phẩm, series về dịch vụ, series về gói cước. Thí dụ như vậy, đúng không? Hay là series về một cái dịch vụ giá trị gia tăng nào đó của Mobifone. Và chúng ta có thể kết hợp cùng với đồng nghiệp, cùng với bạn bè hay cùng với nhân viên hay là cùng với những người khác để chúng ta tạo ra những cái kịch bản nó vui vẻ, nó hài hước, nó thật và nó sống động một chút, đúng không? Chứ còn nếu mà cứ một mình như là anh Phan Anh ngồi nói một mình như này thì nó cũng sẽ hơi 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 buồn. Đấy, và nó sẽ không thu hút được nhiều lượt view, nó cũng không thu hút được nhiều lượt follow. Đó, view là lượt xem, follow là lượt theo dõi nhá. Và chúng ta phải kiên nhẫn phát triển liên tục. Có thể một ngày một video, một ngày hai video. Video TikTok này nó ngắn nên là chúng ta làm cũng khá là dễ. Đấy. Và chúng ta sẽ dùng một số những cái phần mềm biên tập video, đúng không ạ? Chúng ta cũng nên đầu tư một cái điện thoại nó cũng vừa phải, không quá là cùi bắp nhưng mà nó cũng không cần phải xịn. Ví dụ như 13 hay 14 thì nó đắt, đúng không? Chúng ta có thể mua một cái điện thoại iPhone X hoặc là iPhone 11 cũ. Chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất được những video trên TikTok. Đấy. Và chúng ta liên tục nghĩ ra các ý tưởng để từ đó chúng ta quay. Đấy. Chúng ta không thể biết được cái video nào khách hàng thích và chúng ta phải thử nghiệm. Nhưng mà các cái yếu tố, ví dụ như hài hước, vui vẻ, cảm xúc, lấy đi nước mắt, hay là những cái tình huống trong công việc, trong cuộc sống. Rất nhiều các ý tưởng. Chúng ta đưa những cái chất liệu đấy vào video, kết hợp với âm nhạc, kết hợp với múa may quay cuồng vui vẻ một chút, đúng không? Bây giờ những cái video mà của những cô gái xinh đẹp nhảy nhót rồi thì bắn tim gì đó, tôi thấy nó cũng rất là đơn giản nhưng mà view cũng rất là cao. Đó, thì chúng ta nên phát triển như vậy. Và TikTok thì nó cũng có nền tảng quảng cáo, đó là TikTok Ads, thì chúng ta sẽ tạo tài khoản quảng cáo trên TikTok. Đấy, cũng giống như Facebook, Google, YouTube thì chúng ta phải tạo tài khoản quảng cáo và sử dụng thẻ Visa hoặc thẻ Master để thanh toán. Và chúng ta sẽ mua quảng cáo của TikTok. Thì quảng cáo của TikTok thì đặc thù nó phải là quảng cáo bằng video các bạn nhé, bắt buộc nó phải quảng cáo bằng video. Và vì vậy thì khi mà các bạn làm quảng cáo TikTok thì bạn cũng sẽ phải làm video quảng cáo và sau đó bạn chạy quảng cáo trên nền tảng TikTok. Đấy. Thế người ta lướt TikTok, người ta xem thì người ta thấy video của mình. Đấy. Thì chúng ta cũng có thể làm. Đấy. Tuy nhiên hiệu suất quảng cáo của TikTok đến thời điểm này, sau này tôi không dám nói, nhưng bây giờ thời điểm 2022 thì làm nó chưa được tốt như Facebook, nó chưa được tối ưu như YouTube. Đấy. Nhưng nó cũng là một cái thế lực rất mạnh để chúng ta cân nhắc chạy.
và chúng ta làm thương hiệu. Đó. Ok, đối với Mobifone tổng đúng không ạ? Hoặc là các Mobifone các huyện, các tỉnh thì các anh chị cũng nên phát triển kênh TikTok để tiếp cận với giới trẻ. Và khi tiếp cận với giới trẻ thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải phải có là những ý tưởng làm nội dung nó trẻ. Những cái người quay phim làm video, biên tập video nó cũng phải trẻ trung, năng động đúng không? Ví dụ như nhảy, hát, rồi các sự kiện này kia. Chứ còn nếu mà chúng ta vẫn nó kiểu như là nó giữ cái uy tín thương hiệu quá thì nó rất là khó tiếp cận đối với TikTok. TikTok là nó phải vui, nó phải hài, nó phải bắt tai, nó phải hấp dẫn một chút. Có yếu tố xinh đẹp, có yếu tố sốc lạ ở trong đó. Ok. Và khi chúng ta phát triển TikTok Shop hoặc là tài khoản TikTok uy tín đối với người bán và TikTok Business thì chúng ta cũng có thể live stream trên TikTok, giống như là Facebook cho live stream, giống như là YouTube cho live stream thì TikTok cũng cho live stream. Và các bạn hoàn toàn có thể là phát triển kênh đồng thời các bạn sẽ live stream TikTok và có một cái lượt xem cũng đáng kể. Các bạn cũng có thể có những cái lượt xem đáng kể và chúng ta cũng có thể xây dựng thương hiệu, tăng mức độ nhận diện thương hiệu, tăng độ uy tín và có thể chuyển đổi thành khách hàng. Thì đấy là cái kênh TikTok mà tôi muốn trao đổi với các bạn. Các bạn phát triển. Thế còn cụ thể hơn thì các bạn phải học một cái chương trình riêng hoặc là đặt hàng với Mobifone là bây giờ tôi muốn được đào tạo 1 ngày, 2 ngày về TikTok. Tôi lấy thí dụ như vậy. Thầy nói là kịch bản. Thế bây giờ tôi cụ thể là tôi muốn những kịch bản gì? Cái chiến lược phát triển kênh của tôi như thế nào? Và khi nào thì tôi nên live stream? Tôi tăng follow ra làm sao? Đó. Tôi nên định hướng thương hiệu của tôi trên TikTok như thế nào? Nha. Còn cái chương trình của chúng ta đây là cái chương trình mà nó mang tính chất tổng quát review, đúng không? Tiếp theo đấy là mobile marketing. Mobile marketing thì Mobifone thì nhà cũng trồng được mobile marketing luôn, đúng không? Ví dụ như là cho phép gửi SMS rồi thì mobile location based, tức là marketing dựa trên cái định vị, đúng không ạ? Hoặc là những bản đồ chẳng hạn, map bản đồ hoặc là GPS đó. Rồi thì mobile search ad, rồi thì mobile search voice. Bây giờ thì trên điện thoại người ta gửi tin nhắn thoại, người ta gọi cho Siri để nói chuyện, rồi thì người ta search mobile mà ta không tìm kiếm đó, những cái kiểu như vậy. Hoặc là quảng cáo trên nền tảng về application, quảng cáo trên các app, nhất là các app miễn phí. Thí dụ như mình có thể viết những con app để cho khách hàng chơi. Về mặt chiến lược của tổng công ty Mobifone hoặc là Mobifone các tỉnh, có thể là phát triển những cái ứng dụng giải trí cho điện thoại di động. Không nhất thiết là mình cứ phải là Mobifone rồi My Mobifone rồi thì Mobifone Money thì người ta mới tải. Mình có thể marketing bằng cách là mình viết những cái ứng dụng học tập, mình viết những ứng dụng giải trí, mình có thể viết những ứng dụng về game, đúng không, cho người ta tải. Nhưng mà đây là một cái ứng dụng, một cái sản phẩm của Mobifone là dành tặng cho khách hàng, thì như vậy cũng tạo ra được cái giá trị thương hiệu đó. Và sau đó thì mình bán được 3G, mình bán được 4G, mình bán được các cái gì đó đấy. Là về mặt chiến lược tôi nói như vậy nhá. Thì chúng ta nhìn thấy là nó có rất nhiều những cái hướng như thế. Ok, tiếp tục. Và các nền tảng nhắn tin, các nền tảng nhắn tin, thí dụ như là chúng ta có thể nhắn tin qua email, qua SMS, rồi thì Zalo, Viber, WhatsApp, đấy, Telegram. Thế thì các cái nền tảng này chúng ta có thể sử dụng để chăm sóc khách hàng. Ở Việt Nam thì các bạn có thể sử dụng nền tảng chính là Zalo. Ngoài Zalo thì các bạn cũng có những cái nền tảng như Telegram, đấy, hoặc là nền tảng WhatsApp. Đấy là những cái nền tảng mà có lượng người dùng lớn, hay là Viber, tạo nhóm trao đổi công việc, vân vân. Thì đây cũng là cái hướng để các bạn có thể chăm sóc. Và ngoài ra thì một số những cái nền tảng cũng cho phép chạy quảng cáo tin nhắn. Đấy, ví dụ như Zalo bây giờ cho phép chạy quảng cáo tin nhắn. Đấy, cũng là một cái kênh rất là tốt để chúng ta làm. Và chúng ta sử dụng để làm, để gửi tin nhắn kết hợp với email, marketing, rồi vân vân. Đúng không? Và một cái công cụ nữa đó là công cụ truyền hình.
truyền hình theo yêu cầu, truyền hình của VTV hay là những cái kênh truyền hình của trung ương, kênh truyền hình của địa phương vân vân, thì truyền hình vẫn là một cái kênh rất là tốt, đặc biệt là xây dựng thương hiệu đối với những cái thương hiệu lớn. Thế còn chúng ta là những người bán hàng lẻ thì rất ít khi chúng ta lên truyền hình, rất ít khi, và chúng ta nên chọn những cái cơ hội có thể lên truyền hình bằng cách là chúng ta tham gia những cái talk show, chúng ta tham gia những cái chương trình từ thiện hay chương trình giúp đỡ vân vân để chúng ta làm thương hiệu. Thế còn về góc độ quảng cáo advertising trên truyền hình thì nó là những cái công ty lớn, người ta phải chi một cái ngân sách cũng rất là nhiều tiền. Bởi vì một spot 30 giây quảng cáo trên truyền hình thì nó cũng rất là nhiều tiền. Thì ngày nay cái truyền hình nó chưa chết, bởi vì là nó lại tích hợp trong Smart TV. Và các cái kênh truyền hình thì người ta cũng đưa lên các cái nền tảng YouTube, người ta cũng đưa lên những cái nền tảng về app dành riêng cho người ta. Đó, cho nên là cũng có những cái sân chơi riêng và cạnh tranh song phẳng với những cái nền tảng mạng xã hội khác. Đó. Tuy nhiên thì quảng cáo truyền hình thì nó khá là đắt, anh chị nhá. Một số những cái giải pháp chạy banner, chạy chữ, rồi tài trợ game show, rồi vân vân, rất là nhiều, đúng không? Và cuối cùng thì tôi sẽ hướng dẫn một số những cái công cụ để hỗ trợ cho chúng ta làm phần mềm quản lý quảng cáo. Có rất nhiều, ví dụ như là quản lý fanpage, thì có Pancake Haravan, rồi thì có PageDo, DoPage, nhiều lắm. Thế rồi thì làm landing page thì có Zoho, có Ladi, có những cái trang free web vân vân, hoặc là những cái phần mềm nhắn tin hội nhóm, phần mềm quét số điện thoại cho Facebook, phần mềm tạo nhóm Zalo, phần mềm quét nhóm Zalo. Thì chúng ta nên tìm hiểu về một số những cái phần mềm như vậy để phục vụ cho cái hoạt động bán hàng của chúng ta, có rất nhiều. Hay là phần mềm chatbot có thể gửi tin nhắn tự động cho khách hàng, kiểu kiểu như thế. Thì vấn đề là mọi người cần phần mềm gì, cho page nó sẽ có riêng, cho Facebook cá nhân có riêng, muốn quét số điện thoại có riêng, muốn lấy số điện thoại khi khách vào web có riêng, đúng không ạ? Rồi thì muốn tạo nhóm Zalo cũng có, quét nhóm để lấy tài khoản khách hàng vân vân, đều có rất nhiều các phần mềm. Phần mềm email marketing, phần mềm SMS, phần mềm telesale, phần mềm call center, rất nhiều nha. Thì có thể có trả phí, có thể có không phải trả phí. Và cuối cùng đấy là chúng ta có những cái phần mềm đo lường, một số những cái công cụ đo lường để hỗ trợ đánh giá về các hoạt động marketing. Thí dụ như website thì chúng ta có Google Analytics chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là fanpage thì chúng ta có fanpage insight, trực tiếp của cái fanpage, người ta có thể phân tích được là cái page này chúng ta có lượt view như thế nào, bài gì tốt, rồi thì insight của khách hàng ra sao. Hoặc là bất kỳ một cái công cụ nào. Social Baker thì cho phép đo lường các cái nền tảng mạng xã hội, hoặc là nó có social listening, đấy là những cái nền tảng mà có thể giúp lắng nghe ý kiến khách hàng, xem là khách hàng nói gì về mình. Thí dụ như là tôi thí dụ thôi nhá, ví dụ như bây giờ khách hàng họ đang phàn nàn về mobifone cái gì, thì chúng ta có thể dùng cái phần mềm tên là social listening. Đấy, họ sẽ search cái từ mobifone thì họ sẽ ra rất nhiều, hay là search những cái từ phàn nàn về mobifone, ví dụ dịch vụ của mobifone thì web nào nói, page nào nói, tài khoản nào nói, biết ngay. Hôm trước tôi có phàn nàn về dịch vụ của một ngân hàng lớn, tôi là khách hàng. Thế là ngay lập tức trong vòng khoảng 15 phút sau là họ đã tìm thấy. Chăm sóc khách hàng của họ đã gọi điện cho tôi nói là rất là xin lỗi anh, bởi vì là tôi đã kiểm tra cuộc gọi thì tôi thấy đúng là nhân viên bên tôi tư vấn cho anh sai, và thấy là anh có những cái phản ứng trên mạng xã hội rất lấy làm xin lỗi vân vân, thì rất mong anh thông cảm, rồi thì chúc anh một ngày tốt lành, và nếu có thể thì anh hãy vui lòng xóa cái bài viết đó đi, chúng tôi sẽ rất là biết ơn vân vân, kiểu kiểu như thế. Thế thì cái công cụ đấy nó sẽ cho mình biết là người ta khen cái gì, người ta chê cái gì, người ta chê ở đâu. Bây giờ trên mạng nó hàng 90 triệu tài khoản Facebook, xong đó lại khoảng độ mấy chục triệu tài khoản YouTube, đúng không ạ? Xong đó lại khoảng độ 20 triệu TikTok, xong đó là khoảng độ 15 triệu Instagram. Thế thì họ nói ở đâu, nói như thế nào, tần suất nói ra sao,
cái mức độ tích cực hay cái mức độ tiêu cực bao nhiêu điểm. Đấy, mình sẽ dọn. Đấy, chúng ta hay thấy nói là tập đoàn Vingroup người ta quản lý thương hiệu tốt đúng không? Thì rõ ràng là người ta phải sử dụng cái phần mềm kiểu người ta gọi là social listening, tức là lắng nghe mạng xã hội. Và người ta biết được. Thì đối với Mobifone cấp cấp mà tổng công ty rồi cấp các tỉnh, các huyện hoàn toàn có thể xài những cái phần mềm kiểu kiểu như vậy. Hoặc là các anh chị thấy rằng là cái phần mà trình bày của tôi có còn chưa đầy đủ hay là còn thời lượng nó có hạn thì các anh chị có thể hỏi là đấy, tôi thấy là tôi muốn cái phần mềm này, tôi muốn cái phần mềm kia thì tôi sẽ tư vấn sau, tôi sẽ hướng dẫn thêm sau nha. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chúc các anh chị và các bạn có những cái bài học bổ ích và xin chúc các anh chị và các bạn kinh doanh thành công, bán được nhiều hàng, chăm sóc được khách hàng tốt. Xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.